Hello em và chào mọi người quay trở lại với ôi rồi channel của sĩ Z. Ok, có một khóa opening khá là uy tín ở đây. Ok. Mình ra tiếp tục đào ranh chiêu chiêu thôi. Sách thánh à? Thánh à anh em? Floor. Sách thánh à? Sách thánh à? Anh em biết mình đánh gì rồi đấy. Lo cần thương à, thằng bé. Ayate hay kết à? Chưa chắc ăn đâu em ơi. Thêm con bị hai đi. Có à? Chưa yên tâm lắm nhỉ. Master of the secret martial art. Không có con gì hai em ơi, không có Noma nào hai cả. Lại rủi thắng phát nhé. Hơi cay. Shall I compare thee to a summer's day? Để pha đấy mình có thể lên một tướng cũng được. Chấp nhận thọt mấy vàng nhưng mà thọt mấy cũng chắc cũng thọt khoảng 4 vàng. Không sao nè được. Hai. Giữ con thú lại nhé. Ý mình đánh thú hơn. Sách thánh đánh thú thôi em. Cứ có sách thánh đánh thú thôi. Thế là tại trận này các nhà cũng đều khỏe. Nhà này floor 2 cầm thương, nhà này thì floor cầm cái đồ kia. Được nhà khỏe, nhà này thì bên là cái Rondat Rat 2. Mình không ngồi đấy không lên Rat 2 chứ, mình lên Rat 2 ở đấy kiểu những gì mà quan. Này còn thua một trận nữa nhá. 78 từ 78 thì hơi khó xuống nhỉ. 8 hơi khó xuống. Ok phết nhỉ. Một bạn để thương không? Chắc bạn ấy sẽ bắt con rat của mình. Để 4 tướng đi. 4 tướng ấy xong rồi chờ một chút nhé.
Ai là T1? Thế chắc trận này đã thua đâu. Thiệt, còn khỏe thế nhở? Khỏe khoắn thế nhở? Cho em một kia phát đấm được. Không thua anh em ơi, không thua. Mình thắng các bạn cuối bảng thì cũng ok thôi. 91 bạn ấy thắng không? Này thắng, 93 thắng không? Thắng 3 thua một tí. 94 cũng thắng. Chắc là này mình lên top 4 à. Mình top 4 lại giảm mất một đồ. Bom. Thế hey, đánh cái gì nhờ? Thế hey. Đánh teo cũng được, đánh teo cầm Chrissy cũng được. Cũng ngon. Theo cầm Chrissy cũng được. Mình cũng chưa biết anh em nhé. Để xem anh em tranh nhau hắc ám hay tranh nhau cái gì nhiều hơn thì mình sẽ... Biết là để xem tướng nào đó, xem tướng nó khỏe không hay sao đó. Bạn này hai thương này. Cháu cũng sợ đét. Qua bên kia sắc xiên trước. Xiên khỏe không? Đang chịu thua. Cái này mình đang muốn đánh con teo để mình có con teo có thương, hai đồ này là ok lắm rồi này. Không mà giang ngọc đại mình đánh thêm hắc ám thôi, mình sang đánh hắc ám không muộn. Có bốn thú rồi này, khả năng mình sẽ bán bạn bán bạn Alice đi chọn này đi, lâu này về có Aneta. Bạn rock đi nhá. Vẫn giữ bốn thú lại nhá để phòng ra con teo, mình sẽ chơi teo luôn. Khá nhiều thương này. Ừ, khắp nơi. Thương khắp nơi mình cứ để hai AT này giữa nhá. Không thay đổi gì nhiều. Thua một. Thế trận này đồ mình cũng đẹp nhưng mà trận này ai đồ cũng đẹp em. Đồ nào cũng đẹp. Chắc chờ nó vòng 10 mình một tham gia cái đồ gì ấy. Cá nhân mình thì vẫn thích đánh thú hơn. Nhiều bạn hắc ám nhỉ. Kiểu cầm người Yon nhỉ. Không nhiều người trang teo mình đâu, mình nghĩ thế.
Thú chắc đánh thú chắc rồi anh em ơi, tôi đã đánh thú chắc rồi. Chắc là mình sẽ cần con teo, một con Chrissy, một con ma tộc và một con thên. Chơi hiểu vậy nhé, còn thêm một con Lily, một con gì nữa. Lily cũng được, Lily kích phù thủy cũng được. Kích phù thủy con kia cũng được. Mày vẫn chờ ra xem nốt đồ gì đó nhá. Ngặt chuỗi đây này. Nhà này nói chung mình chưa chắc ăn được điều gì. Các nhà đều khỏe. Nhà nào cũng khỏe. Mỗi nhà khỏe một kiểu anh em ạ. Chốt bài. Chốt bài anh em ạ. Cứ giữ nắp ở đây nhá. Giữ bên làm con tin đã anh em. Hai thương bắt một bên kia một bên này. Hai thương bắt bên kia. Bắt cái này. Một thương bắt đáy. Chắc là một trong hai đáy này. Teo này. Con mình cần này. Lo xiên luôn. Úi giời ơi, xiên đôi. Trong khung này đép là cũng khỏe rồi. Có là kha dàn khung 4 nô man với hai bán thần này uy tín lắm rồi. Hay là tế sách thánh nữa, có cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Gì nhờ anh em? Gì nhờ? Thôi mình cầm cho vui thôi anh em. Chứ tí mình trả khả năng hết mà. Cầm cho vui thôi chứ không chơi đâu. Không nghiện đâu. Teo còn 12 con cơ, thoải mái mà lấy thôi. Bạn này đánh thú ma tộc này. Nhưng mà bạn này không có thương. Cái mình hơn bạn này là một cái thương. Thương truy hồn. Ba đồ này cho con keo chắc luôn, trận này chắc hết mảnh keo rồi. Rồi xong nó xiên luôn. À mấy hai thương kia nó bắt con sứ kia nên là con floor này nó không đi bộ lên cái con ăn te được em ơi. Một cái như thế. Các của đấy bạn ấy mà có một thương thôi, vì cái con thương cái con floor ấy, nó sẽ đi bộ lên con ăn te mình để ở trên này. Chứ nó không đi ra con hai te của mình. Không sao anh em ơi. Không sao hết, Queen Chan à. Thôi không tham được anh em ơi. Tham là có ngày mất mạng. Tham là mất mạng đấy. Hôm sau mình cho bắt đầu cho thú rồi nhé. T1 thì vẫn không yên tâm lắm, chắc phải tìm con teo. Con teo sẽ yên tâm. Bắt được con 2T. Xoay. Chết luôn. Ôi chất 3 con Grab. À 3 con Grab 44 à 12 đây luôn được đấy anh em. Sầm vội nào em ơi. Sầm vội em ơi. Bốn thú đúng không? Đó thì mình để con teo ở đây nó sẽ bắn xoẹt ngang sang. Là uy tín. Rồi có thêm luôn. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, đừng. Đừng mà. Vậy thì bán quả bán thần luôn anh em, bán thần với cả floor 1 luôn. Đừng mà, mình không hề cố ý đâu.
gì này. Ê, không hề cố ý luôn nhá anh em nhá. Không hề cố ý một chút nào. Rồi, ôi thôi xong rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Bán hết đi, đi tìm tướng tí nữa nhé. Sim con. Này, cực kỳ quá nhỉ. Để hoàn thành lên trên đấy nhé. Tạm thời này đã nhé, tạm thời này đã. Không biết cho con tướng gì vào. Trông hơi thừa thọt tí. Muốn cái này bán con Chrissy đi. Chrissy mua lại được dễ. Không định lên Chrissy 2 nhé. Xong tập vòng này ra một cái thẻ thú, một thẻ ma tộc gì đấy nữa thì hết 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 ý anh em ơi, hết ý. Thêm 2 đồ bộ. Ok, 2 bộ. 3 bộ không? Ừ, 3 bộ. Hết ý anh em ơi, hết ý. Nhiều sát thủ chưa để mình chơi nào, một bạn Nakot này. Một bạn Nakot 1 này. Cái gì này? Ác quỷ à? Ác quỷ à bạn? Đấy thủ nhỉ. Chắc của mệnh. Để suy nghĩ anh em ơi. Hắc ám, thú, 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 cung. Đánh một giáp chống khổ cũng được. Giáp chống khổ cũng được thôi. Giáp chống khổ. Nó khổ sở đi. Còn nó khổ sở nhé các bạn nhé. Đó, ok chưa, ok chưa. Chờ một tí. Xem nhiều bắt xuống đi. Bắt được con nắc này. Bắt được con nắc con quy này. À, con nắc này có choi à. Choi thì sợ rồi. Ôi ai da, kinh nhở, trận này ai cũng chơi teo à? Ai cũng đam mê teo à? Ờ à, đây, trả teo rồi, trả teo rồi. Được đấy, ok. Ron cố gắng tìm con teo 2 phát đấy, xong rồi mình lên 9. Trận này mình có 2 con thên, may quá này. May mắn không biết để đâu cho hết. Ridley. Ban Doom này. Ừ, nữa. Ba phù thủy rồi. Nếu mà mình tí nữa mình sai con bằng con này bằng con Von Cat. Còn con Ma Lốc 2 thì mình sẽ cho con này con Lily thì không cần nữa nhỉ, mình chơi thêm rồi. Bỏ Lily đi. Kiếm con Teo 2 phát. Chưa ra nhưng sẽ ra thôi. Đen đắm thì mình lắp cái tăng sao kia cho con Teo 2. Con này đã để góc này không thôi. Là con này sẽ chui về đây. À đâu, nữ chui về đây này, ngon. Con voi này, ăn choáng. Ăn hai phát choáng ở mồm. Crest nộ. Không nộ được. Keo một cũng hơi mỏng một chút nhưng mà chết luôn. Bảy con thêm. Ma lốc. Nghĩ chuyện mình sợ trận này sẽ tranh nhau ma tộc nhiều nên là tố này. Hương bắt đáy, bắt được con floor này. À floor này cầm choi. Một phát ăn floor. Ok. Hai phát choáng nhanh trước khi nó ra nó choáng mình. Máy này xin không chết thì thêm nhiều đam nhỉ. Choáng con này cơ. Bắn không chết đâu. Còn con liềm nữa.
con quỷ. Cố tí nào anh em ơi. Bỏ luôn. Trong quét sang đây trong tành. Mười con teo không ra nhỉ? Hay cứ eco lên 9 rồi nó từ từ sẽ ra con teo anh em. Eco lên 9 này không em. Ra lên 9 bây giờ mình chỉ để tìm con thêm 2 và tìm con cát sớm cho là mình có ma lớp 2 này thủ cũng ok rồi. Nó thêm một thẻ tăng slot tướng mình thay bằng 3 ma tộc. Bỏ con thêm đi. QC teo 3 ma tộc. Ê mà trận này mình thấy có triển vọng được lên con teo lắm rồi nhỉ. Sao không thấy teo nhỉ? Tốn tiền quá anh em. Hiểu sao. Này trông buồn cười lắm nhỉ, thêm sợ không bổ phát nào. Phát được con nắp. Nhà tôi trợ thủ hơi căng. Trợ thủ vẫn hơi cao tơ nhà mình tí. Nên gắng bổ con phát nữa. Ok, uy tín. Tèo vẫn sống nhỉ anh em ơi. Sống dài lắm. Chưa phải tèo 2 đâu ấy. Tèo 1 đấy. Ăn nhầm mình à. Khỏe thế. Xin sách thánh nữa anh em, cần sách thánh nữa. Ngọc đạn cần nhưng mà thôi cần sách thánh hơn để tí cho con khác. Thế thì mình sẽ cho con Malok này cái đồ quá này bình tĩnh. Mình sẽ cho con này cái đồ này cái thương cho Malok này. Mình cho Malok này. Cái này sẽ cho con tạo con này để hay kết sang cho Malok này. Và cái đồ kia mình sẽ ném nó cho con Thên nhé. Con Thên đứng góc này cũng được không sao anh em. Malok xuống góc kia thì nó không ấy lắm nhỉ, mình đến Malok. Nhưng Malok ở giữa không có choi thì cũng hơi sợ. Malok không có choi cũng hơi sợ. Thên mình bị ăn này, nó bị giáp thống nhân thuẫn một tí giáp ảo này. Ok. Malok nhảy góc kia cũng 30.000 dam à. Thế cũng không lo đâu. Không lo đâu anh em. Mà phải lo mình không lên con teo 2. Vất vả. Cái trận này lên được Malok 3 mình chơi Malok nhé. Mình chơi vong cát nữa. Đầy rồi mãi mới thấy. Đây luôn được mà mình cũng không vội lắm. Mình gặp bạn này rồi đúng không? Bạn này hai thương, một thương bắt bên này, một thương bắt bên kia. Floor. Lo lắng sát sát xuống đây thì ngon cát à, rồng à, rồng thổi chéo à, na cót đứng đây à, cái này cũng được em. Này na cót đứng đây mình bắt được con na cót bên này. Cót không làm gì luôn. Malok nhảy được nhiều quá kìa. Ui Malok cần hết rồi. Malok cần hết rồi. Úi giời. Sợ quá sợ quá. Oánh nó thôi. Bạn đi rồi nè. Ok ok. Cô lên 9 thêm con. Bỏ con Thên à. Thêm chỗ hơi tiếc. Sống vội không anh em?
Không vội lắm đâu, không vội lắm. Bây giờ bạn này để thương floor bên kia lên xin con thú của mình thôi, không có gì. Floor này xuống đáy kia, floor này lên kia. Mình bắn con cát này phết nhỉ. Bắn thẳng vào góc giữa này ăn con cát không anh em? Góc giữa ăn con cát thôi. Cát nghĩ sang đây à? Bắn thẳng con rồng cũng được anh. Diêu này không quan trọng đâu. Diêu này bắn mấy phát mà chết thôi. Mà lúc mình sao chết sớm nhỉ? Vì không sao con cát này vậy. Ê thề luôn con cát này làm sao ấy. À ừ, con voi này con... Nó ấy cho con cát này nữa. Không ăn được mình. Sao ấy. Ok. Mà lóc đi. À. Các mẹ không hay lắm. Mà gắng đi tìm được một con đi rắc thì sẽ ngon hơn. Tìm con đi rắc nhé. Để này thơ cho hơi thử thọt lại mình. Sáu thú con cát không gặp choi nhưng mà có sách thánh, một cái sách thánh như con cát, không có giáp bổ mệnh cho nó. Để mình suy nghĩ anh em ơi. Không biết để con cát xuống nó hơi thiếu đam không nhỉ? Để mã lốc nhảy có khi nhiều đam hơn, nó có hai kết. Trừ khi mình lên con thên 2, mình ném hai kết sang cho con thên. Sống vội anh em ơi, sống vội. Làm đấy nhỉ? Sống vội anh em ơi. Ê nhiều quá này. Có lẽ nào không? Nhìn ghét nhở. Này đi. Học đại pháp sư. À thưa cho con crack. Crack nó nộ ở trên. Mình cho con crack nốt kì. Hai crack hai đồ. Con eo lên con ma lốc 3 không? Mình bỏ con cát đi không? Em có con cát 2 rồi bỏ tiếp nhỉ? Mà dạo này dễ lên ma lốc 3 lắm. Mình muốn lên ma lốc 3 để làm clip anh em ơi. Thích làm clip hơn là chiến thắng. Vẫn là 4 thú à? Bình đi rắc à? Thích làm clip hơn. Cho thêm bay nhé. Thêm bay trông sẽ uy tín luôn. Thêm lốc tạm này. Để thêm bay này. Và rác thông phổi cho con ra cái này cho con. Ok, một thương Nakot. Quả đáy. Trông quả đáy kỳ nhỉ. Đáy nhìn lực phết nhưng mà lúc phải đứng đây hơi tù tí nhưng mà lỡ cho con thên lên trên mất rồi được hai mà lúc này sẽ đứng ở dưới tanh cho mình tội mình chết mất rồi nếu gì giết được con cát này mình pha này xếp bài hơi ngu có cần von cát không nhở mình muốn lên con ma lúc 3 quá. Keo 3 chắc khó. Keo 3 bây giờ tìm hơi lâu, hơi tốn tiền. Thêm 3 thì cũng có thể. À đây. Này thì uy tín đây vào mắt rồi anh em ơi. Này không còn uy tín gì uy tín hơn được nữa đâu. Nó lúc phải lên trên luôn. Nakot. Bế sang góc này đi. Đặt cánh tí. Sôi động cuộc đời đây.
Mà lúc mà đứng tay ở đây cũng khá là uy tín này. Trận này mình sẽ không chơi được von cát rồi anh em, nhưng mà mình cứ ôm lại cho anh em đỡ phải tìm nhé. Anh em tìm thì con von cát mình cũng hơi mệt. Choáng này đi, choáng con von cát này đi bạn ơi. Choáng. Tốn máu quá. Mình cũng kiếm còn nhiều máu cơ. Để bán con cát đi à? Ê, không đủ tiền nè. Không đủ tiền. Má. Bán con cát này đi cũng tiếc. Trong cái này thua không nhỉ? Tanh được để chơi được con cát này cơ anh em ơi. Con cát này phải ăn choáng này. Voi này phải ăn choáng này. Tất cả phải ăn choáng này. Lúc mình bị ăn choáng này. Thôi đi rồi. Má không đủ tiền lên 6 thú ạ. Phải hai con cát này đi. Thay con kia bán con thêm đi. Phải lên 6 thú là ăn đấy. Ê thề luôn. Má đi. Nên hôm mình đây là kết thúc rồi. Thích kênh này hãy like, subscribe, comment với dưới góp ý. Các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.